bình thường. Rồi em phải đi rửa chân đã. Mượt em rửa chân. Em em thấy nó thoải mái hơn, và cái thứ nhất là khi mình về như kiểu mình trở về tuổi thơ của mình thôi, như tìm về tuổi thơ của mình chơi thôi, cái gì đâu anh có thoải mái lên thì mình cái thứ nhất ra đây, cái thứ nhất là được yên tĩnh, và cái thứ hai là mình với đội chơi thể thao nó thoải mái thì làm công việc mình tốt hơn, xử lý các công việc khác nó tốt hơn nhiều. Em nghĩ người Việt Nam hay là người Hà Nội mình cũng lên phải cởi mở theo phong tục bản thân một chút, chứ không ai dè khép lép như ngày xưa được anh. Mình phải Tây Âu hóa một tí.